Ủa gì kỳ vậy ta? Đường chỉ tay này nó rất là khác cái chỉ tay của ông nội luôn. Khi nào mình không phải cháu của ông nội không ta? Phải đâu, mình là cháu của ông nội mình thì cái đường chỉ tay của mình. Chết rồi, lỡ mà nó thiệt thì sao? Ngọc ơi! Dạ? Ngọc! Dạ, ông nội. Trời ơi! Dạ. Tại sao cứ kêu đi làm công chuyện là kêu xong rồi còn y nguyên là sao hả? Con đang kêu bay rửa chén mà bây giờ cái sóng chén á, bây giờ tao mới rửa xong luôn rồi. Con bận mà. Cái tật làm biếng làm nhét không bỏ, hôm nay tao phải cho bay một bài học mới được. Ông nội, trời này đây hả? Nè ông nội ơi, nằm xuống. Ôi ông nội ơi, ông nội hả? Ông nội con biết nằm xuống chưa hả? Nằm xuống hả? Không có tám chín cái gì. Tám cái gì đâu mà la cháu mà nóng giận dữ vậy nè. Mày đi đâu mà xách cái gì đùm đùm đề đề vậy? Dạ, hồi sớm em đi chợ, cái sẵn em nhìn qua em thấy cây đu đủ tươi, cái em tính leo lên hái mà, vậy leo lên bứng cái nửa buồn của người ta luôn, cái xong người ta bắt phải lấy hết. Rồi kệ, em đem qua đây cho anh. Công nhận á, cả sớm của mình á, khen cô Lan đúng ghê luôn á nha. Khen gì vậy con? Cô Lan á vừa đẹp người nè, đẹp nết nè, rồi á còn có một cái biệt tài là ăn cắp giặt nổi tiếng nhất sớm luôn. Nè. Thổ hào nói chuyện với người lớn mà. Không phải. Thôi mà. Anh xử nó. Không có ông cháu cái gì ở đây hết trơn á. Nó là anh cháu cháu ai chứ không phải cháu tôi đâu. Anh nói làm sao chứ? Nó là cháu của anh mà anh nói cái gì vậy? Ông nội nói mình không phải là cháu của ông nội. Vậy có lẽ nào cái điều đó là sự thật không trời? Mình sẽ bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Chết rồi. Đụng tới nó cái năng ngồi nó đứng nó độc thoại một mình hay gì đó. Ông nội. Cái gì vậy? Vậy hả con? Cái gì? Thôi mà. Để em khóc hết rồi. Con biết lỗi rồi. Con bây giờ con cãi ông nội rồi, con nghe lời ông nội, con học bài nha. Con sẽ ở nhà con học bài nghiêm túc, học bài nghe lời ông nội luôn. Con nói thiệt luôn á. Kêu làm công chuyện nhà là phải làm. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Đứng dậy đi lên đi. Em ngại lắm đó. Em không có dám nói đâu. Trời ơi, bây giờ mình có ngại thì mình cũng phải nói thôi chứ bây giờ không nói chẳng lẽ giấu nó hoài như vậy á. Nhưng mà em sợ á, bây giờ á mình nói ra rồi cái nó không có chấp nhận sự thật thì sao? Biết rồi, từ từ để đó anh tính. Sao tự nhiên ngày hôm nay ông nội cứ lặp đi lặp lại cái chuyện này hoài vậy ta? Lẽ nào á mình không phải là cháu của ông nội thiệt ta? Ngọc ơi, con đây nè. Trời ơi. Được rồi. Ông nội ơi. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên nó méo vậy? Chưa, miếu chưa khóc được đâu. Mới rồi. Ông nội ơi. Thì thiệt ra thì bà nói đi. Hả? Tại sao lại ông mới đó ông nói mà. Bây giờ tự nhiên tôi gặp mặt nó tôi nói không có được. Thôi được rồi, để em nói. Ngọc ơi, dạ. Thật ra thì có một cái sự thật, dạ, mà cô muốn nói cho con biết là anh nói đi. Thôi bây giờ như vậy nè. Bây giờ nói dòng nói do thì cũng không qua nói thẳng. Bây giờ thiệt ra thì cái chuyện đó là bà nói đi. Hả? Cái gì kỳ vậy? Không có mở lời được. Anh sao? Thôi được rồi, để em nói cho. Dạ. Ngọc biết không, cái sự dạ thật đó. Con biết rồi. Là cái gì? Tao chưa nói là ông với lại cô tính đám cưới mà con biết luôn rồi hả? Sao hay vậy cô? Đúng rồi, sao con biết cô với ông tính đám cưới vậy? Rồi bây giờ biết rồi vậy mình không có sợ nữa, bây giờ mình tấn công mạnh mẽ luôn. Tấn công mạnh mẽ mình nói cho nó biết luôn ha. À vậy là cái chuyện mà định nói với con là chuyện này chứ không phải là cái chuyện là bây giờ là đúng rồi luôn nè. Học bây giờ con nói luôn nha. Con nói đúng tâm lý con nè. Con không đồng ý. Con nhìn đi, cô đang là cô Lan. Cô Lan của con đúng không? Đã là một người rất nổi tiếng trong xóm rồi. Cô Lan ăn cắp giặt nè. Cái gì bây giờ? Cô cưới ông nội của con tự nhiên lên làm bà nội con luôn là sao? Thì thật ra là cô đồng ý, cô có thể là bà nội của con thì được mà. Nè, con không nghe người ta nói hả? Yêu đương là không phân biệt tuổi tác. Mà nói chi, ông mới có 65, cô đây mới 30 chứ nhiêu. Đúng rồi, con không nghe người ta nói chồng già vợ trẻ là tiên. Chồng già vợ trẻ ở chung một chỗ nữa là cháu nó bị điên cái đầu. Không được. Thì bình thường mày cũng có tỉnh đâu. Bây giờ nếu mà vậy là con bỏ đi cho coi. Ngọc. Ngọc. Kệ mày. Cái nhà này nhà của anh mà. Bây giờ đó là con là cháu nó không có cái tiếng nói, không có cái sự quyết định ở trong cái nhà này. Nói chung anh với em phải là một cặp. Ngọc ơi, Ngọc, bây giờ á con ra ngoài chợ á, con đi chợ giùm cho bà đi, rồi cái bà ở nhà bà hả rửa chén, rồi cái có gì bà mua đồ về rồi bà nấu cơm cho con ăn. Muốn tính đường hình sin là mình phải cộng trừ nhân chia 6 lần sin bằng cos chia 2 bình phương. Con đang học hả? Bà xin lỗi, bà không có để ý. Thôi con học bài đi, để bà đi chợ cũng được. Yeah.
Ủa Ngọc, Trực ơi, con không học bài hả? Bà đem cái gì về nhà nữa vậy? À, hồi nãy bà đi chợ, cái xong bà đi về, cái bà thấy cái bộ chuối này thấy nó ngon quá, cái thôi bà bứng bà đem về luôn. Có gì trưa nay bà làm chè chuối cho con ăn ha. Thôi đi, từ cái lúc mà bà vô nhà mình tới giờ, bữa thì bụi chuối, bữa thì cây vú sữa, rồi bữa đinh nguyên bụi tre của người ta về ăn cắp giặt hoài à, kỳ quá à. Có cái này bà mua thiệt mà. Mua ai mà mua nguyên cây vậy? Trời ơi, cái giống chuối này tốt, bà phải mua về để bà trồng chứ. Thôi con học bài đi. À, để đi bà vô bà cất cái. À Ngọc ơi, bây giờ á, bà ở dưới đó bà nấu cơm, rồi cái con ở trên đây á, con quét dọn nhà cửa với bà chút xíu đi cho sạch sẽ, rồi cái mình dọn cơm, rồi cái ông con. Con bận rồi, con học bài. Bà xin lỗi, tại vì bà không có biết. Thôi con cứ học bài đi, để bà quét dọn cũng được. Trời ơi. Ủa, trời ơi, cái gì vậy nè? Sao mà cái ghế nó lủng như vậy? Ủa rồi, bị sao? Trời ơi, vậy là lấy cái này leo lên đây đúng không? Leo lên vậy nè, đã sao mà cái gân nhấn cái lũ của con tông té cái bịch đang vậy đúng không? Tại sao nhà có con trai trong nhà sao không nhờ nó làm mấy cái công chuyện này? Leo trèo, phụ nữ leo trèo làm chi? Thôi mà, em thấy nó đang học bài cho nên là thôi em la, nhưng mà bây giờ anh tùy anh la đó, làm chi anh lo cái tay của em nè. Dẫn em đi băng đi, nhanh lên. Học bài hả? Học bài hả? Đụng chuyện là kêu học bài. Bình thường nó có học bài đâu. Mỗi lần mà mình kêu nó làm công chuyện nhà là nó kiếm cớ nó học bài. Con học bài thiệt mà. Học bài thiệt hả? Đừng có tưởng qua mặt được ông. Ông nói thiệt với con á, con coi thử trong nhà này nè. Công chuyện từ trên xuống dưới, nấu ăn đi chợ là có người lo. Giặt đồ, giặt quần, giặt áo, ai giặt cũng có người giặt cho con. Thì những công chuyện nhỏ nhặt giống như là lau quét dọn nhà cửa, con làm cũng được vậy. Mình sống chung một nhà mà, phải biết san sẻ công chuyện nhà cho nhau. Chứ mắc cái gì đụng tới con là con kiếm cớ con học bài. Nếu đã sống chung một nhà thì phải biết san sẻ công chuyện nhà cho nhau, chứ đừng có ích kỷ sống vô tâm như vậy. Bây giờ nhắm ở được trong nhà này thì ở, ở không được á thì đi ra ngoài ở đi. Lớn rồi, tự lập được rồi. Tính làm gì tao? Mày tính quýnh tao hả? Mày tính quýnh tao đúng không? Tao có giỡn hay chưa? Không, muốn quét là quét nè. Chia sẻ việc nhà với nhau vốn chẳng còn là điều xa lạ giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi người một tay, việc nhà sẽ được giải quyết nhanh chóng gọn gàng và tình cảm giữa mọi người cũng khăng khít hơn. Thế nhưng, một vài người lại không nghĩ vậy. Với họ, chỉ cần người làm không phải là mình là được. Họ tìm mọi cách để từ chối việc nhà, phó mặc hoàn toàn cho người khác. Mà cách làm thường gặp nhất là giả vờ biến mình thành một người bận rộn. Chỉ cần nghe tiếng nhờ giả, họ liền tìm ngay một việc gì đó để làm, giả bộ bận rộn để người khác không thể nhờ giả được mình nữa. Thế nhưng, đó không chỉ đơn thuần là sự lười biếng mà còn là sự ích kỷ, sự vô tâm. Dần dần, họ sẽ biến thành một người ở trong nhà chứ không còn là một thành viên trong gia đình nữa. Bởi gia đình là gì? Là san sẻ, là yêu thương chứ không phải là lừa dối và bỏ mặc nhau. Bớt một chút ích kỷ và lười biếng, bạn sẽ nhận ra công việc nhà cũng không phải là quá đáng ghét. Thậm chí đó còn là một chiếc cầu nối rất hiệu quả giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Thôi mà, em không có chịu đâu. Nó đâu có phải là cháu ruột của anh đâu. Tự nhiên bây giờ hả, anh muốn ở chung sao mà ở được. Bây giờ đồng ý nó không phải là cháu ruột của mình, nhưng mà thì bây giờ mình không phải cháu ruột nhưng mà cũng coi nó như con cháu. Thì thiệt sự luôn á, là bây giờ á anh, trời ơi, làm gì vậy thằng cốc đột? Con biết hết rồi. Mày con biết nữa hả? Con chỉ xin cây chuối này để làm vốn thôi. Thưa ông, thưa bà, con đi. Cái gì vậy? Ủa, đi đâu vậy Ngọc? Ê, cái gì mà thằng này nó nói cái gì không hiểu một cái gì luôn á ta. Ôi thôi kệ nó đi. Nó đi một lát nữa nó đói nó cũng quay về nó ăn cơm à. Phải, nhưng mà em đã nói rồi, thằng Bảo á, cháu của em nó đâu có phải là cháu ruột của anh đâu. Tự nhiên anh kêu ở chung làm sao mà ở được. Bây giờ anh với em coi như là mình cũng là người một nhà rồi. Bây giờ anh cũng là em mà em cũng là anh, thì coi như bây giờ cháu của em thì cũng giống như cháu của anh thôi. Thì cứ kêu nó lên đây, nhà rộng mà, thì nó ở chung có gì đâu. Nhưng mà má nghĩ
đi. Mua anh mua nguyên cái. Tại vì bà thấy cái giống này nó tốt nên bà mua vậy chứ không. Bà phải mua vậy để bà trồng. Làm á.